mình là đổi đồ công nghệ đúng nha. Rồi, thì đồ công nghệ là công nghệ Nhật Bản mới nhất, lò nướng là nướng không cần xài điện. Công nghệ điện tử anh. Anh bình tĩnh đi. Kêu là mẹ đem laptop qua xong tự nhiên đem lò nướng của anh kia. Không, nít hả? Em thích.